8 con vật này đột nhiên vào nhà, chứng tỏ thần tài ghé thăm, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy lộc tài. Quý vị thân mến, chắc hẳn không ít lần các con vật lạ như là chó, mèo, rơi, rắn bỗng nhiên lạc vào nhà bạn và phản ứng đầu tiên của nhiều người là sẽ vội vàng vớ luôn vật gì đó như một chiếc chổi chẳng hạn để đánh đuổi chúng đi. Nhưng trên thực tế, điều này là hoàn toàn sai lầm. Soi chiếu theo góc độ tâm linh, có một số con vật là dấu hiệu của sự phát tài. Khi bạn thấy những con vật này đi vào nhà, thì cũng đồng nghĩa rằng sự nghiệp của bạn sắp có sự khởi sắc vô cùng tốt đẹp của cuộc sống gia đình nâng lên tầm cao mới. Tài lộc đang xếp hàng chuẩn bị ùn ùn kéo đến, chắc chắn bạn sẽ không muốn tự tay phá hoại sự may mắn đến với mình, đúng không nào? Không để quý vị chờ lâu hơn nữa, Phong thủy lộc tài sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây. Nếu 8 con vật này đột nhiên vào nhà chứng tỏ thần tài ghé thăm, tiền bạc ùn ùn kéo đến, chớ dại mà xua đuổi đánh đập, kẻo rước họa vào thân. Khi bạn thấy một con vật đi vào nhà thì đó là dấu hiệu may mắn giúp cho gia chủ làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh. Hãy xem đó là những con vật nào nhé. Đầu tiên là chó đi lạc vào nhà. Dân gian Việt Nam của chúng ta có câu mèo vào thì khó, chó vào thì sang. Nên nếu bỗng dưng ai đó mang đến một chú chó và tặng cho bạn, hay có một con chó nào lạc chủ chạy vào nhà bạn, thì hãy hoàn toàn yên tâm vì đó là một điểm lành. Chó chạy vào nhà được nhiều người xem là một dấu hiệu may mắn, thuận lợi. Điều này cũng có nghĩa là sắp tới bạn sẽ có bên cạnh mình một người bạn trung thành và đáng quý, cùng mình vượt qua bao trở ngại khó khăn trong cuộc đời. Người ta tin rằng con chó có lông màu vàng sẽ mang đến hạnh phúc, thịnh vượng, niềm vui, còn con chó có lông màu đen thì mang lại sự an toàn, giàu có. Hay con chó có lông màu trắng cũng có nghĩa là đường tình duyên của bạn sắp gặp vận may rồi đấy. Tiếp theo là mèo vào nhà và đẻ con. Mèo biểu hiện cho may mắn, là mèo quý. Nó tượng trưng cho sự sung túc, cho của cải, tiền tài. Mèo vào nhà bạn thì đó là điềm báo rằng sắp có tiền tài của cải đến với bạn. Nếu đang nghèo thì bạn sắp đổi đời rồi đấy. Còn có thể bạn sắp giàu to, sắp có những điều may mắn đến. Mèo như một điềm báo bạn có bùa hộ mệnh. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ giúp cho mọi sự tốt lành hơn. Mọi chuyện sắp đến sẽ diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều. Mèo vàng thì là màu của tiền bạc, nên mèo vàng sẽ đem lại sự may mắn cho bạn. Mèo vàng vào nhà đẻ và để lại nhau của mèo cho gia đình bạn thì đây là một điều may mắn. Nếu mèo vào nhà bạn đẻ thì bạn nên thể hiện sự tiếp đãi để có thể tránh đi những chuyện xấu. Và đặc biệt, điều này còn có thể mang lại cho bạn nhiều may mắn. Cũng đã có rất nhiều câu chuyện may mắn mang đến nhiều điều tốt cho những người được mèo đến cho nhau mèo. Tiếp theo là rắn vào nhà và đẻ trứng. Nhiều người cho rằng với ngoại hình ghê rợn, rắn là loài dã thú, biểu tượng cho cái xấu. Vì thế khi thấy rắn vào nhà, họ thường xua đuổi vì cho rằng vận đen đang đến. Tuy nhiên, trong phong thủy phương Đông, rắn vào nhà là điềm báo của sự may mắn và tài lộc. Điều đó được hiểu như là gia đình hoặc cuộc sống của bạn sẽ có một ai đó đặc biệt hiện diện, giống như câu quý nhân phù trợ. Đặc biệt nếu rắn vào nhà đẻ thì là biểu hiện cho sự sung túc, ấm no và phú quý. Tại các nước Ấn Độ như là Malaysia, rắn được coi như là một vị thần, thần Naga, nên khi được rắn vào nhà chính là một đại phước. Tiếp theo là rơi bay vào nhà. Theo như quan niệm của người Trung Hoa thì rơi chính là biểu tượng của sự dồi dào cùng với giàu có. Đây cũng là lý do mà chúng ta thường hay bắt gặp các hình ảnh con rơi trong ngũ phúc xuất hiện vô số trên đồ gốm sứ, tranh vẽ nội thất. Bởi người ta tin rằng loài rơi có khả năng ngửi được những nơi có khí tốt, nên nếu như chúng làm tổ ở nơi nào thì nơi đó chắc chắn là nơi tốt lành. Nếu nhà bạn bỗng nhiên có rơi thường xuyên bay đến, hoặc là rơi làm tổ dưới mái nhà, mái hiên, thì đây là biểu hiện báo hiệu niềm vui, vận may trong tài chính sắp tìm đến ngôi nhà của bạn. Không trúng số cũng có bạc tỷ trong tay, nên bạn hoàn toàn yên tâm.
Tiếp theo là con cóc vào nhà. Cóc là con vật may mắn. Nếu có cóc vàng nhảy vào nhà thì chứng tỏ gia đình đang hạnh phúc và tiền tài đang tới. Theo phong thủy, cóc vào nhà là mang theo tài lộc, tiền bạc cho gia đình. Bởi vậy mà nhiều người vẫn tin rằng nếu đặt tượng con cóc trong nhà thì sẽ rất hợp phong thủy và điều tốt đẹp cũng như là tiền tài sẽ đến. Chính bởi lẽ đó, đừng bận tâm hoặc lo lắng gia đình sẽ gặp điều xấu xui xẻo khi thấy cóc vô nhà. Ngược lại, đây chính là báo hiệu cho những may mắn, điềm lành sẽ đến. Cũng chính vì tín ngưỡng tin vào phong thủy, nhiều gia đình chọn đặt tượng con cóc ngậm đồng tiền trong nhà. Tuy nhiên, nếu không đặt đúng chỗ thì cũng không tốt. Và thường thì gia đình nên đặt ở hai góc cửa chính ra vào, đầu hướng về phía trong nhà như ngụ ý con cóc đang nhảy vào nhà và đem theo của cải cho gia chủ. Vậy, cóc ngậm tiền là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Cóc ngậm tiền hai tên gọi khác là thiềm thừ. Khi nhắc đến thiềm thừ, còn cóc ba chân, cóc vàng, cóc ngậm tiền thì phải nhắc đến tích Lưu Hải Hí Kim Thiềm hay Lưu Hải Câu Cóc. Tương truyền rằng thiềm thừ vốn là yêu tinh được Lưu Hải Tiên Ông thu phục. Lúc Lưu Hải dùng kế hàng phục được thiềm thừ, nó đã bị thương và mất một bên chân. Về sau, cóc vàng chỉ còn có ba chân. Sau khi theo Lưu Hải Tiên Ông tu hành, cóc vàng không làm hại dân gian như trước, mà ngược lại dùng phép thuật của mình đi khắp nơi để nhả tiền giúp đỡ dân làng, nên được gọi là chiêu tài thiềm. Cóc ngậm tiền, cóc vàng mời gọi tiền tài. Thiềm thừ xuất hiện vào đêm trăng tròn ở gần nhà ai thì đó là sự báo tin gia chủ sẽ nhận được sự giàu có phú quý. Vì vậy, cóc ngậm tiền được người đời tôn xưng là con vật quý, biểu tượng cho vượng tài. Tượng thiềm thừ bằng đồng là hình tượng con cóc ba chân có 7 nốt sần đặc biệt trên lưng theo đúng hình dáng của chòm sao Đại Hùng Bắc Đầu Thất Tinh, nằm hướng cực bắc. Trên đầu con cóc có hình lưỡng nghi, miệng ngậm đồng tiền cổ. Bên cạnh lưng có hai sâu tiền và ba chân con cóc đạp lên hai lớp tiền cổ. Với ý nghĩa của con cóc ngậm tiền chính là đại diện của tiền tài, tài lộc. Ngoài ra, cóc ba chân còn đại diện cho sự bảo vệ nhờ hình lưỡng nghi trên đầu. Do đó, có một tượng đồng con cóc ngậm tiền đồng nghĩa với việc gia đình có được một lúc cả hai vận tốt về cả tài lộc lẫn sự bảo vệ. Thiềm thừ còn giúp gia chủ ngăn chặn các vận xấu liên quan đến việc thất thoát tiền bạc. Nếu bạn đang đối đầu với các vấn đề về tài chính thì nên có một tượng đồng cóc vàng tượng trưng trong nhà. Vị trí đặt phù hợp nhất của tượng đồng phong thủy cóc ngậm tiền phát huy hiệu quả chính là vị trí tài lộc trên ban thờ thần tài trong phòng làm việc để thu hút nhiều hơn vận may về tiền tài. Tượng đồng cóc vàng còn được đặt trên bàn làm việc, quầy thu ngân, bàn lễ tân. Đầu của con cóc vàng trong phong thủy ngậm tiền phải quay vào phía trong. Vật phẩm phong thủy này cũng được đặt trước trang thờ thần tài thổ địa. Điều này thể hiện thổ địa giữ bình yên cho gia đạo. Thần tài là vị thần của cải tài lộc, còn được cóc ngậm tiền phong thủy trợ giúp thêm để chiêu tài tác lộc cho gia chủ. Ngoài ra, tượng đồng cóc ba chân ngậm tiền còn được đặt ở các góc trong nhà, đầu quay vào. Điều này được giải thích là vì bản chất của cóc vàng thích ở chui vào các góc, xó trong nhà, nên đặt ở vị trí này với hàm ý cóc ngậm tiền về nhà cất giấu của cải. Nhiều người quan niệm buổi sáng nên quay đầu tượng đồng thiềm thừ ra phía cửa, buổi tối thì quay ngược đầu vào nhà. Điều này hàm ý cóc vàng đớp tiền ở ngoài rồi nhả vào nhà. Tuy nhiên, nếu ai đã có lần đọc về tiểu thuyết Thiềm Thừ hẳn sẽ biết ông đến từng nhà và nhả tiền vào nhà, chứ không phải kiếm tiền ở ngoài mang về. Dù vậy, điều này còn tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người và mỗi vùng miền khác nhau. Không nên đặt tượng đồng phong thủy cóc ngậm tiền trong phòng ngủ hay nhà bếp, phòng tắm, vì như vậy, thay vì mang tài lộc đến cho gia chủ, còn cóc vàng sẽ trở nên hung dữ, thu hút khí xấu về, vận rủi sẽ tàn phá năng lượng tốt trong nhà. Cũng nên tránh đặt tượng đồng phong thủy thiềm thừ sát cửa chính, vì nó có nghĩa là đem tiền bạc ra khỏi nhà. Dù am hiểu về phong thủy hay không, cũng nên sở hữu một tượng đồng cóc ngậm tiền. Đây vừa là vật phẩm phong thủy, vừa có giá trị nghệ thuật, vừa mang lại giá trị tâm linh, đem lại nhiều điềm lành và tài lộc cho gia đình.
tượng đồng cóc ngậm tiền sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa và độc đáo dành cho người thân, bạn bè, đối tác trong những dịp khai trương, tân gia, hỷ sự. Và đặc biệt lưu ý là cóc ngậm tiền phải được khai quang trì chú, xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ thì mới phát huy được công năng tốt nhất để chiêu tài lộc và may mắn cho người sử dụng. Đặc biệt cóc và long quy, rùa đầu rồng là hai linh vật chiêu tài bậc nhất cho ban thờ thần tài của bạn tại nhà và cửa hàng kinh doanh. Thứ 6, rùa bò vào nhà. Trong tín ngưỡng dân gian, rùa được biết đến là một biểu tượng sự kết nối của trời và đất. Đây là một loại vật thiêng liêng mang đến sức mạnh trường tồn, sự an lành trong phong thủy. Rùa còn là loài vật mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình. Và chính vì vậy, nhiều gia đình rất thích nuôi ba rùa trong nhà nhằm giúp gia đình ăn nên làm ra, mang lại nhiều điều may mắn, bình an cho gia đình. Do đó, nếu bỏ rùa vào trong nhà thì đây chính là một điềm báo may mắn. Gia chủ sẽ sớm gặp được nhiều tài lộc thịnh vượng, công việc sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Không chỉ vậy, mang lại sức khỏe dồi dào, sự bình yên, hạnh phúc cho gia đình. Và chính vì thế mà mỗi gia đình hãy trang bị cho mình một chú rùa để ở trong nhà, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn và tài lộc. Đặc biệt là rùa đầu rồng có lực chiêu tài và trấn sát hóa giải thị phi bậc nhất hiện nay. Trong truyền thuyết, long sinh cửu phẩm, 9 đứa con của rồng. Các phẩm không giống nhau, phân biệt như sau. Con lớn là tù ngưu, thích âm nhạc. Tiếp thứ hai là nhai tí, háo sát. Triều phong, thích nguy hiểm. Bá hạ, thích mang vật nặng. Bệ ngạn, thích tranh cãi. Xùy vẫn, thích nuốt mọi vật. Thứ bảy là thao thiết, thích ăn. Thứ tám là kim nghê, thích khói lửa. Cuối cùng là bồ lao, thích la hét. Trong 9 con của rồng, có con thứ tư tên là bá hạ, thích mang vật nặng. Ngoại hình giống con rùa, đầu thì giống rồng. Trong dân gian, những con rùa lớn linh thiêng cũng được gọi là long quy. Theo truyền thuyết, nữ oa nương nương cũng dùng 4 chân của rùa lớn để chống 4 góc trời bị cung công húc nghiêng lệch. Cũng vì long quy thích mang vật nặng, ngụ ý giúp con người chống lại sát khí, giảm tai họa, nên long quy thường được dùng để trấn trạch hương gia. Nó cũng đem lại phúc trạch, giúp cho cuộc sống tốt hơn. Rùa đầu rồng hay còn gọi là long quy là con vật huyền thoại kết hợp hai đặc tính của rồng và rùa, hình tượng linh thiêng của các nước Á Đông. Đặt nó ở đâu thì nơi đó mang ẩn ý chứa đựng nhiều cát tường. Là một trong 4 con vật trong bộ tứ linh, long quy là con vật dùng để giải khẩu thiệt, tai ắt và thúc đẩy tài lộc theo quan niệm phong thủy. Là linh vật tốt lành, mang ý nghĩa trường thọ, có khả năng chiêu tài hóa sát, trấn trạch, rất lợi về tài lộc, bền vững và thịnh vượng lâu dài trong kinh doanh. Trong bài trí phong thủy, những phương vị tốt lành không thể thiếu được tượng long quy. Để vượng tài, long quy cũng có tác dụng trong việc giải trừ vận hạn và đặc biệt là các hung tinh như là tam bích, nhị hắc, thất xích, họa hại. Vì vậy, mọi nhà đều có thể bày linh vật này. Nếu muốn dùng chiêu tài thì đặt ở hướng cửa ra vào chính của nhà. Khi trưng bày long quy, tốt nhất bạn nên đặt ở chỗ sạch sẽ, cao ráo. Cách bày trí long quy trong nhà như sau. Long quy đặt ở bàn thờ thần tài thổ địa hướng ra cửa để hóa giải khẩu thiệt, chiêu tài. Đồng thời, đối với cơ sở kinh doanh cũng dùng để chiêu mộ khách hàng. Long quy đặt dưới giường ngủ để cầu thọ. Khi đặt long quy không nên đặt ở trên cao, sát dưới nền nhà là tốt nhất. Cần lưu ý, cũng như các linh vật khác trong phong thủy, trước khi đặt long quy, cần phải khai quang điểm nhãn và chọn ngày giờ thích hợp thì mới phát huy hiệu quả. Nếu không thì cũng chỉ là vật trang trí trong nhà mà không có tác dụng với phong thủy. Thứ 7, bướm bay vào nhà. Điềm báo tốt cho gia đình bạn, mang lại nhiều may mắn trong chuyện tình cảm của bạn. Tùy vào thời điểm nó xuất hiện sẽ mang ý nghĩa khác nhau. Nếu vào ngày đầu năm hay đầu tháng bạn nhìn thấy một con bướm trắng bay vào nhà thì đây là điềm báo trước bạn sẽ có một năm nhiều may mắn và thuận lợi. Nếu bạn nhìn thấy con bướm trắng này bay quanh người một ai đó hoặc đậu lên trên người thì đây là điềm báo trước rằng người đó sẽ bị bệnh nặng trong thời gian tới. Khi bướm bay vào nhà ban ngày thì tức là bạn sắp có điểm lành. Nếu nó mang màu sắc tươi sáng, tức là chuyện tình cảm của bạn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp. Thứ 8 là tắc kè vào nhà và đẻ trứng, kêu 9 tiếng. Tắc kè vào nhà là chuyện tốt, mang lại nhiều tài lộc cho gia đình. Tiếng kêu của tắc kè chỉ là để giao tiếp bầy đàn hay thu hút con cái thôi.
Tuy nhiên, thực sự thì việc con tắc kè vào nhà và kêu 5 tiếng hay 9 tiếng là một điềm báo may mắn. Sắp tới sẽ có những điều tốt lành đến với bạn. Bạn không chỉ gặp nhiều may mắn thuận lợi trong học tập, công việc mà còn cả trong tình cảm. Nếu bạn đang kinh doanh sẽ mang đến nhiều thuận lợi, tiền tài cho bạn. Còn nếu bạn đang yêu một ai đó thì chắc hẳn rằng hai bạn sẽ mãi hạnh phúc và thành nên vợ chồng. Ngoài ra, đây cũng là thông điệp nhắc nhở bạn nên cố gắng thay đổi bản thân và cuộc sống của mình để tạo ra những biến chuyển mới mẻ và tích cực hơn đấy. Trường hợp thấy tắc kè hoa vào nhà và nghe tiếng tắc kè kêu 9 tiếng, cuộc đời bạn sẽ có thể nở hoa đấy. Xin chúc mừng bạn, không cần phải cứ lo lắng về tương lai. Tình cảm của bạn sẽ thăng hoa hơn, tài vận sẽ tốt lành hay sự nghiệp thăng tiến. Nếu bạn chỉ thấy một con tắc kè vào nhà, thì nếu chưa có người yêu, bạn sẽ có được người yêu. Nếu những ai đã có chồng, có vợ hoặc người yêu, thì chính bản thân bạn sẽ gặp tiếng sét ái tình trong thời gian sắp tới. Hoặc là người bạn đời, người yêu của bạn có một mối tình vụng trộm. Thứ 9, ong vào nhà và làm tổ. Khi ong bay vào nhà và làm tổ mà có những điềm báo khác nhau, nhưng chủ yếu là điềm báo về sự may mắn, thuận lợi trong con đường làm ăn kinh doanh. Nhưng mong muốn đạt được thành công của bạn phải kiên trì, nỗ lực giống như những chú ong thợ cẩn mẫn. Ong vào nhà, làm tổ cũng là điềm báo của sự thăng hoa trong tình yêu. Bạn có thể có một gia đình nhỏ hạnh phúc và có thêm những thành viên mới trong gia đình sung túc và đầy đủ như tổ ong vậy. Việc này cũng là điềm báo cho việc bạn sắp gặp lại người thân đi xa trở về. Người này có thể là quý nhân của bạn, có thể sẽ giúp đỡ bạn trong công việc phía trước. Bạn nên chuẩn bị để đón tiếp vị khách này thật là chu đáo nhé. Nếu ong bay vào nhà bạn làm tổ nhưng lại bỏ đi ngay sau đó là một điềm báo xấu. Bạn sẽ gặp phải nhưng không có cách nào để có thể tránh được. Bạn đang bị định trước là sẽ gặp tai nạn trong lúc làm việc, nên bạn nên đề phòng để giảm nhẹ hậu quả. Nhưng bạn cũng nên lạc quan, sống thoải mái, làm những điều tốt, đôi khi đó là cách giải quyết vấn đề. Thứ 10, kiến bay vào nhà là điềm gì? Khi kiến cánh xuất hiện trong nhà thì có thể là dấu hiệu kiến đã làm tổ bên trong, và cũng có khả năng là chúng xâm nhập vào nhà thông qua các lỗ hổng như là cửa sổ hở. Và bên cạnh đó, việc kiến bay vào nhà cũng là mang đến cho bạn một điềm báo gì đó. Theo nhiều người tin vào tâm linh, nhận định kiến cánh bay vào nhà có nghĩa là một người khách quý sẽ đến thăm bạn, hoặc đây là điềm báo cho thấy bạn sắp được nhận một niềm vui hay một niềm vinh hạnh lớn trong khoảng thời gian sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là những điềm báo được truyền miệng chứ không có những cơ sở khoa học và những lời ghi chép chính xác. Và chính vì thế, bạn cũng không nên quá lo lắng hay là vui mừng khi kiến cánh bay vào nhà bạn. Loài kiến cánh này thường sống theo bầy đàn, làm tổ ở bất cứ nơi nào chúng cảm thấy phù hợp. Đặc biệt là nếu nhà bạn có trẻ nhỏ thì bạn nên tìm cách đuổi loài kiến này ra để tránh việc trẻ bị đốt hoặc gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Mọi đóng góp ý kiến quý vị hãy bình luận ở bên dưới video này nhé. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông thông báo để đón xem chương trình mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.